cuộc sống viên mãn của Á hậu duy nhất được phong nghệ sĩ ưu tú. Năm 1994, Trịnh Kim Chi, sinh năm 1971, đạt Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam. Đến nay, cô được công chúng biết tới nhiều hơn với vai trò diễn viên, đạo diễn sân khấu. Với nhiều đóng góp cho lĩnh vực sân khấu nước nhà, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015. Tính tới thời điểm này, cô chính là Á hậu Việt Nam đầu tiên và duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý. Dù đã bước vào tuổi 52, lại từng qua hai lần sinh nở, nghệ sĩ ưu tú, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc và những đường cong nụt nà khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu vóc dáng đẹp, con đường sự nghiệp hanh thông mà cuộc sống hôn nhân của cô cũng rất hạnh phúc. Từ khi kết hôn năm 2000, cô và chồng là doanh nhân Võ Trấn Phương vẫn luôn mặn nồng, êm ấm. Mới đây nhất, nhân dịp sinh nhật lần thứ 52 của Á hậu, chồng đã tặng cô một chiếc xe sang của Mercedes có giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Năm 2019, cũng trong dịp sinh nhật Á hậu, Trấn Phương tặng cô một căn biệt thự rộng 200m² có giá ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Không chỉ vậy, mỗi dịp lễ Tết, kỷ niệm, doanh nhân Trấn Phương đều dành cho vợ những món quà khủng. Dịp Valentine 2019, nàng Á hậu được chồng tặng nhẫn kim cương cỡ lớn. Năm 2022, Trấn Phương tiếp tục tặng vợ chiếc nhẫn có viên kim cương khủng nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày cưới.